Chào anh em nhé, thì đây là cái bo của tủ lạnh Panasonic. Thì giới thiệu qua về cái bo này, đây là bo inverter, thì đây là viên nhôm này còn đi siêu công suất. Đây toàn bộ phần nguồn xung điện vào nha, đi qua cầu chì, qua lọc nhiễu và cầu diốt 300V. 300V này sẽ cấp cho nguồn xung và một nhánh cấp cho IC công suất. Đấy, 300V này ở nguồn này nó lấy ra ba nguồn 15V đúng không? 12V và 5V. Đây là cái rắc ra quạt. Đây là con đèn điều khiển quạt. Cái đường này nó sử dụng hai vi xử lý thì có mạch giao tiếp và hai con vô quang đây. Thì cái nguồn là nguồn chung từ một cái nguồn biến áp này ra, cái nguồn nguồn xung ra thì sẽ đưa cái nguồn 15V ra qua bên công suất này và đây được ổn áp 5V thôi cho con vi xử lý bên công suất điều khiển công suất, còn bên này điều khiển các mọi chức năng của cái tủ lạnh này. Thì đây là chia sẻ với anh em đó và để cách chúng ta nhận biết một số cái kết nối trên cái bo của tủ lạnh. Thì ở bo tủ lạnh thì một số đời tủ lạnh thì nó sẽ có cái sơ đồ ở đằng sau lưng cái tủ, nó chỉ chúng ta biết cái dây nào màu gì kết nối với cái linh kiện nào. Và thứ hai, ở cái dạng mạch thứ hai nó có một số cái mạch ở trên cái kết nối này, nó có ghi cái thông số, tức là mà cái dây này, cái rắc này ra quạt này, hay là sensor, hay là công tắc cửa, hay đèn led, hay là ra xả băng, hay là ra block thì nó có ghi. Nhưng một số đời máy như ví dụ như cái bo này nó ở trên bo mạch thì nó cũng không ghi cái thông số nào để ta biết được là cái đường nào kết nối với cái linh kiện nào. Thì trong cái quá trình sửa chữa thì ta phải test cái bo nó cho cái lốc nó có chạy hay không để ta sửa nó. Thì đối với cái mạch thì đi sửa thì ta dựa vào sơ đồ mạch, dựa vào dây. Nhưng nếu đặt giả thiết mà có một người nào gửi cho cái bo mà nó gửi trần như thế này không có cái gì cả, thì bây giờ cái nhiệm vụ của ta phải tìm được ra đâu là kết nối của sensor. Với cái bo này nó sẽ có ba con sensor, một con sensor ở trên ngăn đá, một con ngăn mát và một con ở ngoài trời. Thì ta phải tìm được ba con sensor đó kết nối vào, và ta phải biết được cái thông số của con sensor của cái đời tủ này. Với Bana thì nó khoảng 2 kg. Thì bây giờ cái việc của ta là phải xác định xem cái sensor nó nằm ở vị trí nào để ta kết nối, một là sensor và hay là ta thay ba con điện trở 2 kg vào đây để kết nối vào, để cho cái lốc xem cái lốc nó chạy hay không chạy, hay nó chạy như thế nào để sửa nhá. Thì bây giờ làm cách nào để ta nhận biết được đâu là chân của sensor, thì dựa vào nguyên lý hoạt động của sensor hay là cấu tạo của sơ đồ của sensor. Thì nhìn trên đây, với cái sơ đồ sensor thì nó có hai dạng. Em đưa cái bút này. Đây, hai dạng nhá. Đây, ta dựa vào cái nguyên lý của cái mạch sensor thì nó có hai dạng chính ở trong sensor mắc. Thì thông thường là cái nguồn 5V. Đấy. Thì một dạng mạch là nó cho đi qua sensor. Rồi có một điện trở xuống mát, đây là cầu phân áp, thì điểm giữa này nó sẽ lấy ra về vi xử lý. Thì đây là cái số vôn này là theo dõi cái, cả từ đây là 2V này theo dõi cái sensor này báo về từ ngăn đá hay là ngoài trời, ngoài hay là ở trong ngăn mát nhá. Thì cái mạch đầu tiên là nó hay sử dụng dạng này. Và có một số đời tủ nó lại mạch sensor nó lại dùng dạng thứ hai, đó là từ đường 5V cầu phân áp điện trở đi lên và con sensor nó lúc này nó cho chuyển xuống dưới mát. Đấy, thì vẫn đây là điểm giữa, đây là cầu phân áp, thì nó dựa vào cái nguyên lý của cái mạch, của cái mạch điện này, sensor này, thì ta sẽ dựa ở đây để ta tìm ở trên cái này. Thì đây là một cái rắc này nó rất là nhiều chấu, nó có 20 mấy 30 chấu, thì cái ba con sensor nó nằm ở đâu. Thì nhìn vào cái sơ đồ này thì ta sẽ dò và ta sẽ biết được là nó đang ở dạng sensor nào và chân nào là chân kết nối với sensor. Đấy, nhìn sơ đồ nhá. Thì bây giờ muốn biết được cái sensor nó nằm ở vị trí nào thì ta lấy đồng hồ đo thể thang đo thông. Nếu ở dạng này, tức là trên cái chấu cắm này ít nhất là ba con sensor, thì ta sẽ đo một loạt, ta sẽ xác định được, ta phải biết phần nguồn, tức là phải biết được mát ở đâu và nguồn 5V đâu nhá. Thì đây là cái nguồn tụ 5V, thì em sẽ để cái đồng hồ vào dương 5V, em dò với cái rắc trên đây. Nếu như nếu như mà nó thông 3-4 chân liền, nó thông với đường 5V thì ta hiểu đó là gì, đó là mạch sensor và nó đang nằm ở cái dạng này nhá, tức là một cái đầu sensor đi lên 5V. Đấy. Xong khi ta đã phát hiện được ra nó đang sử dụng cái dạng mà sensor lên 5V, tức là ta đo một loạt đây nó có rất là nhiều chân lên 4-5 chân lên 5V, thì ta hiểu nó đang dùng dạng này, sensor lên 5V. Thì bắt đầu ta lấy đồng hồ ta đo, đo lên xác định dạng này rồi, thì đoạn dưới của cái cầu phân áp này nó phải có điện trở nối mát và điện trở đi về xử lý. Ba con sensor này nó cấu tạo mạch giống hệt nhau thì đó là ba con sensor. Dạng thứ hai mà ta khi ta đo dương 5V với tất cả các chân này nó thì thông nhau có 1-2 chân thôi, chứ không phải, thì nó không sử dụng dạng này mà nó đang sử dụng sensor nối mát. Thì lúc này ta lại
để đồng hồ vào âm của tụ mà ta đo lên loạt lên cái sensor cái rắc kết nối này này, mà ta thấy nó kêu 4-5 loạt cái chân mát nó thông với cái rắc này thì nó đang ở cái dạng này đấy. Dạng này thì ta cũng phải dò ngược lên thì ta thấy nó có điện trở lên 5V và điện trở đi về xử lý, ba cặp này giống nhau, ba cặp sensor này giống nhau nhá. Thì ta sẽ kết nối con điện trở hoặc con sensor vào đây thì ta để test cái mạch. Thì bây giờ lấy ví dụ thực tế, bây giờ em lấy cái đồng hồ em đo 5V với cái rắc này xem nó có thông bao nhiêu đường thông 5V lên, đặt vào cái đường dương 5V đâu, tụ 5V đấy, tụ này 5V thì ra 5V đâu, lên 5V đấy đúng không? Bây giờ em đo xem nào, em dò quẹt vào, quẹt hết một loạt ở đây, một đường là cứ đo ra mấy đường, một cứ hai ba ba tiếp tục mấy đường 5V à 4 à đấy. Đấy như thế này, thông qua như thế này thì tôi phát hiện được ra là cái dạng sensor nó đang dùng cái dạng này, con sensor lên 5V nhá, cái dạng sensor lên 5V đấy, con sensor lên 5V cái dạng này. Thì bây giờ tôi dò xuống dưới mà nó có điện trở nối mát và điện trở đi tiếp thì nó là dạng này, mà bây giờ lên 5V mà tôi dò thấy cái dạng mà lại thấy con điện trở nó lại đi lên 5V đấy thì là nó ở dạng này. Thì bây giờ này, hai con sensor nó sẽ kết nối vào cái dây nào ta biết được điểm nó, điểm 5V là điểm trung đúng không, rồi nó sẽ đi vào một cái đầu dây nào sẽ thể cắm sensor vào đây hoặc là một con điện trở lên. Thì bây giờ em dò nhé, dò là cái một cái một những cái chân nào đó nó sẽ đi ra một số cái loạt điện trở nó giống nhau, bây em xác định là nó đang đi lên 5V này nhá, thì có thể nó là sensor lên 5V và có thể là điện trở lên 5V được chưa. Thì bây giờ nếu là sensor lên 5V thì em dò ra sẽ có ba cặp như thế này và có một điện trở nối mát và điện trở vi xử lý. Bây giờ em thì quan sát ở cái khu này có cái dạng điện trở là giống nhau và nó đi xuống mát và một điện trở đi về không, được chưa? Bằng cách đây em quan sát ở trên đây, tôi nhìn thấy chỗ này có thể 3-4 con điện trở đây, em đặt vào 3-4 điện trở đây, đặt vào đầu trên con trên trong okay. Rồi bây giờ em dò với cái dây này nó phải thông với một đường đó, đặt nào dò đi, dò quẹt xem có thông cái đường nào. Ở đây đấy, thông một đường rồi, tiếp còn tục chuyển con điện trở sang này cho dò thông nha. Ở đây còn tiếp theo luôn à, tiếp theo ta tiếp con nữa là dò tiếp xem có thông không. Ở bên này ta thế là ta thấy ba cái đầu này. Điện trở này thông với một chân chứ không phải là thông với đường 5V thì dứt khoát là nó đang nằm ở cái dạng này, là sensor lên 5V được chưa. Thì bây em dò xem là từ đầu điện trở trên này nó phải đi gặp một con điện trở xuống mát và một con điện trở đi về xử lý, thì đó là cái cầu phân áp, thì nó đang ở dạng này thì ta sẽ kết nối ba con điện trở 2kg vào cái điểm 5V và vào từng cái chân mà em vừa đo thông với ba cái đầu này, được chưa? Bây giờ em sẽ đo ra nào, nó đi về đâu? Không, đây là đo với cái điểm dưới này, phải nếu nó phải đi đến một con điện trở xuống mát đâu? Đây. Rồi đo đây, lấy cái điện trở nào? Âm con tụ này. Đấy, con này xuống mát rồi. Được chưa? Đấy, thế là con sensor lên 5V và con điện trở này đang xuống mát, thì cái điểm tiếp theo này nó phải đi qua con điện trở nào để vi xử lý, rồi em giữ nó. Đây, giữ đầu trên. Rồi đầu trên em đo. Trên của rắc. Vào rắc thì nó phải đi tiếp. Em hiểu không? Đấy. Lấy tiếp em xem loạt, nhìn xem cái đường mạch nó đi đâu. Vào con trở GR thanh này. À, nó đi vào A3. Nó đi vào một con điện trở thanh. Và nó có 4 hay 5 con điện trở. Tiếp tục cái đầu kia nó có đi vào đấy nữa không? Để con trên chuyển sang con trên. Này. Rồi đi lên tiếp vào cái đoạn điện trở được không? Không không? À, đây, không cũng không bằng con điện trở. À, giờ tức thanh. Là con điện trở thanh này là tích hợp của ba cái đường sensor đi vào con điện trở thanh này, là đầu này là vi xử lý. Còn sensor lên 5V và con điện trở này đang xuống mát, ba con này xuống mát. Tức là bây giờ ta muốn test cái bò này, bây giờ em hàn ba con điện trở này vào. Em hiểu không? Vâng. Hàn chụp vào, chụp một cái đầu vào đưa lên 5V tất và ba cái đầu của điện trở còn lại hàn vào ba cái điểm mà nó thông với ba con điện trở này thì là xong sensor. Ta cắm nếu lốc chạy mạch tốt thì nó phải chạy. Ok chưa? Nào bây giờ em chập ba con vào đầu rồi em gàn vào cái đường 5V cho tôi. Thì đây là cái cách để ta tìm thôi. Đấy, nếu mà khi ta có sơ đồ rồi hoặc ta có dây rồi thì nó dễ. Nhưng giả thử như trường hợp như là ta chả có cái gì thì bắt buộc ta phải mò nó ra. Và khi muốn mò được thì ta phải hiểu được cái mạch anh em nhé. Để ta cho kiểm tra nó. Chứ bây giờ không có sơ đồ, không có dây kết nối thì mà không dựa vào cái nguyên lý của mạch thì ta sẽ không tìm được sensor nó đang nằm ở vị trí nào và nó đang ở dạng nào nhé. Đấy, một dạng lên đầu 5V và gặp một con điện trở nối mát, dứt khoát vào dạng này rồi, nó đang ở dạng này rồi. Thì còn dạng thứ hai mà ta lại thấy con điện trở lên 5V, người ta dò thấy một đầu xuống mát, điện trở đi tiếp và không có con điện trở xuống mát, tức là con sensor nó rút ra rồi, thì nó là dạng này nhá. Và bây giờ em hàn vào xem cho cái lốc nó chạy xem nào, xem nó sẽ phải đúng cái vị trí đấy không nhá. Sau khi đã xác định được cái vị trí của sensor và
dùng điện trở tay cho sensor hàn vào cái vị trí của sensor. Thì bây giờ sẽ cấp điện vào để xem cái block nó có chạy không nhá. Đây em cấp điện vào. Đấy, điện được. Chào chào. Cấp đi, cấp. Cắm đi. Chào chào. Cái này cái bo này nó còn không có đèn báo gì cả đúng không? Chạy chưa? Chạy rồi. Dùng rồi. Đây, block này nó tháo cái tông ra nó chạy cho em. Đây là block đang chạy rồi nhá. Em đo cái điện thế nào. Em để cái thang đo DC. Em đo âm một tụ. Âm cầu diode với cái chân ga. Âm cầu diode đây. Đó, rồi mới đo chân ga UVW xem nó lên volt bao nhiêu. À có. À nó ra còn được bao nhiêu? À mấy volt. Đấy. Nhá, tiếp chuyển pha kia ra pha kia. Đấy, ba pha đều có đấy, tăng dần. Khi nó tăng tốc thì vô nó tăng, rồi chuyển sang pha kia tiếp tục. Đều nhau. Đấy, ok đấy. Đấy, thì sau khi đã xác định được sensor và thay điện trở của sensor là ok nhá. Lốc chạy. Chạy lốc rồi nhá. Em thử đo cái giao tiếp xem nào. Chân là 1, 2, 3, 4 cái giao tiếp xem nào. Thang đo 10V DC thôi. Thì ok nhá, thì đấy là cái cách để chúng ta xác định cái sensor mà ta không có sơ đồ mạch, chúng ta không có nhá. Thì ta làm cách đó để ta xác định là cho lốc nó chạy. Thì con này lốc nó đang chạy bình thường, nó không có biết tông trong, nó đang chạy rất là êm, nó chạy ok nhá. Chân là xuống mát.